Xin chào tất cả mọi người đang xem kênh YouTube của Âm Thanh Ánh Sáng Thanh Huy. Và ngày hôm nay thì Huy sẽ tiếp tục hành trình là sẽ đi setup và bàn giao dàn âm thanh. Thì sau cả một đêm di chuyển khoảng hơn 500 cây số rồi thì Huy đã tới được đây là xã Hòa Hội, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên. Thì bên Huy đang còn cách nhà khách khoảng 10 km nữa là tới. Thì còn ngày hôm nay thì bên Huy sẽ bàn giao một cái bộ dàn âm thanh nó khá là đơn giản nhưng mà có được một cái hiệu quả rất là cao, mà Huy đã giới thiệu với mọi người cách đây vài ngày rồi. Thì mọi người hãy cùng Huy tham gia cái buổi setup và bàn giao ngày hôm nay, xem cái dàn âm thanh này nó đánh ngoài trời nó thực sự hiệu quả như thế nào nhé. Xin mời mọi người. Hello anh. Chào mọi người, Huy vừa mới tới nhà khách nhá. Đây 4 bộ âm thanh mà trước khách mua của bên mình này. Đây, có bộ bên này nữa. Đây. Đây là một bộ nhá. Đó, đây là một bộ này. Đó, trong này 3 bộ nữa là 4 bộ rồi. Đây 3 bộ. 1 2 3. Bộ kia nữa. Bên này nữa. Giống nhau ha. Ủa cái này là một chủ hết hả anh? Một mình anh hả? Ấy mình có ngồi chỉnh không hay là mình thả cho người ta hát thôi? Dạ, dân người ta. À cứ chở tới cho người ta hát thôi. À ok. Rồi bây giờ thì bên Huy sẽ xuống hàng nhá. Xuống hàng sau đó bên Huy sẽ set up cái bộ của bên Huy hôm nay ra xuống trước, sau đó là bên Huy sẽ set up lại luôn cả 4 bộ này cho anh khách luôn ha. Huy sẽ giới thiệu cho mọi người coi về cái cấu hình của cái dàn âm thanh này nhá. Đây, về loa trước đi. Rồi về loa thì bên Huy sẽ sử dụng một cặp xúc đơn và hai cặp loa 40 đơn neo, đầu bộ neo hết nha, bass neo và chép neo luôn. Còn xúc thì bên Huy sử dụng là từ 220 và con 100. Huy cho mọi người coi dàn máy này. Rồi dàn máy này thì đi cục đẩy cao cấp của IT. Đây thì A8 và 600. Cục đẩy này là cục đẩy 4 kênh. Thì cục đẩy này thì tiếng mic của nó rất sáng ha. Tiếng micro rất sáng và công suất rất là cao. Thì cục đẩy này thì bên Huy sẽ kết hợp vừa đánh xúc và vừa đánh full luôn ha. Vang số X10, bộ micro ATA680 và chia nguồn ATA8. Thì bên Huy có đựng trong một cái tủ rất là gọn này. Và cái tủ này nó có giá thành nó khá là hợp lý cho những anh em nào mà chúng ta sử dụng những show nhỏ hoặc chúng ta đánh gia đình. Đó. Nó rất là gọn như thế này, không có bánh xe và cũng không có bàn mixer. Chúng ta để trong như này thì các cái thiết bị của chúng ta sẽ gắn liên lạc với nhau và nó được bảo vệ tốt hơn khi mà chúng ta đi show trong thời gian dài ha. Rồi bây giờ thì mọi người hãy chờ Huy một xíu thì chú Mười sẽ set qua một chút, sau đó là bên Huy sẽ lên nhạc, bởi vì cái dàn này thì bên Huy đã set up trước ở công ty Huy rồi. Liệt 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Liệt 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Liệt 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Đường em đi đường nó vắng muôn người, trên đường em đi đường nó khắp chiến trường. Gió gió về là về kim xuống, mình nên nói xin mang thân đau và mong sao em mong mình đi đi vắng. Thì Minh Huy vừa mới test xong cái chất âm của cái bộ dàn Minh Huy giao rồi. Thì nói chung là ở đây thì nó là mái tôn hơi thấp mọi người. Mái tôn hơi thấp này do đó là nghe âm thanh nó hơi bị ồm chút xíu nhá. Rất mong các bạn thông cảm. Bây giờ thì Minh Huy sẽ set up lại 4 bộ âm thanh mà anh khách đã mua của Minh Huy trước đó ha. Như vậy là đã thanh toán xong tiền của cái dàn là Minh Huy giao ngày hôm nay rồi. Bây giờ vẫn đang set lại mấy bộ kia. Như vậy thì Minh Huy vừa mới set up xong coi như là 5 dàn âm thanh luôn, bao gồm một dàn ngày hôm nay Huy giao và 4 dàn âm thanh của anh khách hàng luôn. Thì Huy tính là quay hết 4 dàn âm thanh cho mọi người xem, nhưng mà nó sẽ làm cái video của Huy nó quá dài, do đó là Huy thì set up qua lại thôi chứ mình không có quay lại quá trình set up cả 4 bộ dàn. Vâng, và như vậy là cái chuyến đi Phú Yên của Minh Huy đã set up xong và hoàn thiện gần như là tất cả các quá trình rồi. Thì lúc nãy thì Minh Huy có đi qua một vị khách hàng để set up nữa. Tuy nhiên là trời mưa rất to nên mà Minh Huy không thể nào mà quay hết cái video đó lại được. Và Huy xin cảm ơn tất cả mọi người đã luôn theo dõi và ủng hộ cho công ty Minh Huy. Những khách hàng nào mà đang xem video của Huy mà chưa bấm đăng ký kênh thì mọi người nhớ bấm đăng ký kênh để ủng hộ cho Huy nha. Ngoài ra những anh em nào chúng ta có những nhu cầu về setup âm thanh thì mọi người có thể liên hệ trực tiếp vào 3 số điện thoại hotline mà Huy để phía trên bên phải màn hình. Huy xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những clip lần sau. Bye bye.